Em cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em. Giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ. Người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 dạ. Tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại thì em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em à? Hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. À, có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ, đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting, bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Khi em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất ơi, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp rồi. Khác sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà, dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, không sửa được đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng vậy. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui, đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả? Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á, thì khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn, mình cãi lộn ra luôn. Bây giờ thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ, em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách dạ. Hàng là thượng đế mà không cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi, là không phải lỗi của do bên máy, nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá em cãi được chuyện. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chứ đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ yeah. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là các bạn trai. Nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi. Thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này, nhờ mua cái kia gửi về. Rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn cái đề giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì á. Mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết, đừng có xài chung cái gì hết, cũng đừng có ở chung luôn, cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn, coi gì vậy không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không?
Vậy không nha. Ở trong được anh. Bạn nữ bên đây nhìn nó là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân. Nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ cũng có. Khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó, mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lá lát nữa bên kia. Giờ chị cho cái anh kia anh nằm này, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi. Ồ ghê vậy. Em bê lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi em trai, em khỏe rồi đó. Khỏe có gì là em xỉn là bạn kia bê. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ dạ, quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói. Em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau, hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là... Không, không thích đẹp trai mà anh đây lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi. Đừng có đẹp trai quá, em giữ không nổi, giữ mệt không nổi lắm hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc? Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả, đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4 chai à. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi, rồi, nghe hỏi tôi nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm, còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi, có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, dạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ, em đến đây với ba em. Em chờ bán. À, rồi chào chú. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung thì tôi dễ lắm, do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô bên đây thì cũng được. Cho bác hỏi con dạ, có bác. Đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi, mở ra bấm nút rồi. Bác hỏi một câu vậy thôi, bác kia bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận với nhau nha. Mở rào. Chắc rồi. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổng chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm tết. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu? Đi đâu chơi hay là? Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê. Quê của em ở Bảo Lộc. Khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ.
Em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như mình hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Nhưng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê đứng lên, bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em nhắc thiệt anh, chị? Thiệt chứ, còn điều nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu, em bị đau đâu. Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cưng, nằm đi cưng. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta. Có thử sao được không chị? Không phải thử được có khỏe không chứ. Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nhá. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng làm anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ôi chừng nó đứt dây thùng quần á. Bình thường là nó. Gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm. Hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chỉ tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vờ những câu dân hờn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về, để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ cho em cảm nhận chị. Em đơ cho em cảm nhận gì, em nói chị nghe coi em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở, anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh. Là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng? Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ em nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Và em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á, thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ, thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò?
Không luôn. Rồi, em cho phép anh Hùng. Đó, trời dễ thương vậy không? Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào? Em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ, em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ, gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa. Dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu. Em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bạn tắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Rồi đó là ngày mất tiếng hồ tắm hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em. Hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, em đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ. Ghê vậy đó, hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang luộm thuộm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em, 2 lần tắm mới tiếng á chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất mỗi bao lần lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả?
Dạ không. Ba mẹ không, ở không đi. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Thấy anh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc thì ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh con heo bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hiền quá. Tại vì anh tuổi con heo. Nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây được không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Nếu mà mình hẹn hò thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch? Dạ em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Sinh, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên tay trái, nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Muốn gửi đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Dạ. Rồi bạn em hát anh lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng muốn mất nhau, dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đó. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi phải thả ra, phải bấm luôn. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Không, ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn, đồ vậy đó. Còn sao?
Kể gì mà rối quá không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi chàng trai. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2. Một. Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Trong em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để. Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động thì à, có phút đầu mà chưa. Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? À, em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên chưa có sự rung động thật. Và khi em bấm nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết quý trọng cái mối tình mình, hạnh phúc mình đang có đó. Rồi, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các bạn ở trong trường quay. Em tên là Bùi Quý Khang, năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng, em vào Sài Gòn được 1.5 năm rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết trang điểm, là người dễ gần, biết lắng nghe, chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị. Nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Vậy hả? Dạ. Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? Điểm yếu của em là em hay quên á chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Phòng trọ em trên lầu 3 á chị. Mà sáng nãy em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi. Sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống rồi xong lại quên cái máy kiếm tại em bị cận á chị. Trời ơi, quên mà không có máy kiếm là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được? Sáng nào cũng tập thể dục á chị. Vậy bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là trung thủy. Em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nhất chó. Quyết điểm là em có hút thuốc, em làm việc hay về trễ và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là hai mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Còn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc, cũng ít thời gian ở nhà, ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa, không có nhiều thời gian để gần gũi nhau. Thế là tình cảm nó cứ dặn đứt dần. Cô đấy có tình cảm với người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước cái đã. Dạ em chào anh. Chào gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý hơn. Trọng cái mối tình dạ, mối tình mình hạnh phúc mình đang có đó anh. Em không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Dạ miễn sao là tay cảm ơn em.
Chị hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh lên đây thì là kiến trúc sư, anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì anh có dành nhiều thời gian mà bây giờ phải rút kinh nghiệm rồi. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Anh chờ xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nên khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi. Được rồi. Bây giờ tiếp mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình tuổi học trò, tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường gian dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó có con rồi á chị. Thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn 1 năm rồi chị. Hơn 1 năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện tương lai nè. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em không thích bạn trai hút thuốc chị. Lúc nãy em có nghe bạn trai anh bên đó nói là ảnh hút thuốc. Thì bây giờ đó là khuyết điểm của ảnh. Dạ. Nhưng mà biết đâu có em về thì anh sẽ bỏ được cái khuyết điểm đó. Được không em trai? Dạ được ạ. Nhớ nha, được mà chắc chắn em hứa. Nói đi. Rất là khó bỏ lắm đó nha. Nói lớn cho cô gái kia. Thực ra là em cũng rất là muốn là em bỏ thuốc, mà em cũng muốn là cái người bạn gái của em cũng sẽ làm động lực cho em. Rồi, nhớ nha, tôi ghi nhớ rồi đó. Bỏ bằng cách nào anh? Em có thể đánh đập hay làm gì cũng được em. Trời ơi, đây ta hiền lắm. Ta khóc thôi à. Em còn muốn gì ở người bạn trai nữa không? Em muốn bạn trai em sống tình cảm, hiểu với lại thông cảm cho em. Không có kiểu như là nóng tính lúc đó để làm bạn gái mình tổn thương, rồi sau lại quay lại xin lỗi. Thì em rất là ghét những người như vậy à. Em không thích những người gia trưởng bảo thủ. Được không thay? Em thì là người khá là biết lắng nghe. Em nghĩ là em không có tính gia trưởng. Em thưa chị. Có không? Có gia trưởng không? Em nghĩ là em không ạ. Mình đã sẵn sàng cho một cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chưa ạ? Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. À, hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho vợ bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Nói như là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Dạ, nhưng mà trên thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cặp mặt, có cô lắm có tôi lắm có cô, thì em phải làm thế nào? Thì chắc em dọn ở riêng. Thì vậy đi. Thực ra em không mong muốn rồi. Nhiều khi không mong muốn là sẽ gặp. Mất cái đầu em gái đang ngồi dưới kia. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được. Rồi. Thôi. Em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu. Rất có hậu nha. Rồi. Dễ thương lắm á. Mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân với lại chị đồng nghiệp của em. Rồi, cho chị gặp bạn của em. Em chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường cùng các bạn. Dạ, em thấy bạn nam bên đây á cũng được, cũng chân thành, nên em cho bạn cô một cơ hội tiếp tục ha em ha. Vậy thôi hả? Câu hỏi muốn hỏi gì bạn trai không? Bạn Hường á thì bạn hơi hiền và bạn cần một người chăm sóc, em có thể lo lắng và chăm sóc yêu thương bạn hết lòng của em được hay không? Dạ chắc chắn vậy, nếu mà người đấy là người em yêu thương. Chị hiền khô không? Em hiền hơn vậy luôn á. Dạ. Ừ. Cho em gặp em gái nha. Em gái đúng không? Dạ vâng, em gái em ạ. Trời ơi, em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Theo chị thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ, chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành, mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm, chuyện đó là không vấn đề. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều, anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi. Nhưng mà nhớ không ăn với chị dâu nha. Dâu hiền lắm á. Em hiền lắm chị ạ. Thương chị dâu nha. Dạ. Mong anh chị có thể đến với nhau ạ. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp đi. Chào anh. Anh có bánh sách tặng anh. Anh có bánh bông hoa tặng. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh thấy em sao? Thật sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào á. Khi tiếp phụ nữ trước em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng. Dạ. Khó gần. Nhưng mà khi em quen anh thì
anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. À, gặp em đây anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại hát là Tình Đơn Phương? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Không sao anh thầy. Cảm ơn. Em dạ. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận, nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc, thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. Mấy giờ cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. Nhưng mà bố mẹ em cho về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em nhanh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào cảm thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Thì con cái làm sao? Hai bên bàn cũng đi. Là con cái thì em mấy cũng được, trên hai là được ạ. Thì em thích mấy? Nói luôn đi. Bên kia kìa. Em thích hai thôi, để nhiều quá đau lắm anh. Dạ, nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok, em sẽ dài bỏ. Nếu dài gì mà nói não cá già. Bây giờ mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ, anh sẽ bỏ thuốc. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh Phúc Từ Gần. Cái lời em muốn nói là cũng là cái tựa đề cho cuốn sách ạ. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đối với em. Gần hơn hả? Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy. Đây là những vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là phần quà của nhà tài trợ Zoom Manzel gửi tặng hai bạn. Cảm ơn cô chị. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc.